Đây là máy lọc nước cũ mà RO sau một thời gian dài sử dụng. Chúng ta dùng kìm rút cái màng RO cũ ra khỏi vỏ màng. Hướng dẫn thay lõi lọc RO. Hôm nay kỹ thuật chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay màng RO. Đây là máy lọc nước cũ màng RO sau một thời gian dài sử dụng. Chúng ta dùng kìm rút cái màng RO cũ ra khỏi vỏ màng. Đây, cái vỏ màng sau thời gian dài sử dụng nó rất là bẩn. Chúng ta tiến hành vệ sinh bên trong và bên ngoài. Cái bộ phận lõi RO rất là quan trọng, nó là trái tim của máy lọc nước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tháo cái màng RO mới, màng Mỹ, xài cho chất lượng. Chúng ta tháo bỏ cái bọc ni lông đi. Đây, chúng ta xem trên cái màng RO nó để hãng DuPont, xuất xứ từ USA. Màng này rất là nổi tiếng trên thị trường màng lọc nước RO. Các bạn chọn cái màng này nó xài cho đảm bảo. Màng Fintech. Rồi, chúng ta đẩy vào lại cái vỏ màng theo chiều là cái ron vào trước. Đó, chúng ta xoay sao cho nó vào được cái gờ, nó khớp với cái vỏ màng là được. Rồi dùng tay vặn cái nắp màng lại. Cái này các bạn nếu thay chưa quen thì chúng ta có thể dùng tay vặn để mở. Xong rồi chúng ta sẽ gắn vào lại cái giá đỡ RO. Rồi chúng ta sẽ kết nối lại các đường ống như vị trí ban đầu là được. Thì chúng tôi có cung cấp đầy đủ các linh kiện máy lọc nước, sửa chữa máy lọc nước tại nhà. Ngoài ra chúng tôi còn lắp ráp cung cấp phân phối cho đại lý với giá tốt nhất. Quý khách hàng có nhu cầu mua về phân phối theo giá sỉ thì liên hệ trực tiếp số hotline để được hỗ trợ giá tốt nhất cũng như được ưu đãi chính sách về giá cho đại lý. Chúng tôi sẽ có những video cách thay lõi lọc và hướng dẫn xử lý máy lọc nước RO bị hỏng hóc. Mọi người đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được những video bổ ích tiếp theo. Bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video clip.